Aubameyang mùa giải 20 Totti bổ sung. Vị trí SP là 95, LM là 93. Mức lương 19, chiều cao 1m87, cân nặng 80 kg, thể hình nhỏ, chân thuận, trái 4,5. 4 sao kỹ thuật. Tỷ số gốc cứng như thép. Sút xoáy, sút xa mà tốc độ bấm bóng. Ở vị trí SP thì Aubameyang mạnh ở khả năng tăng tốc và tốc độ, khả năng dứt điểm. Ngoài ra, khả năng dê bóng, giữ bóng, lực sút, sút xa, volley, chọn vị trí và phản ứng đều cao. Ngoài ra có kỹ năng chuyền bóng, đánh đầu và sức mạnh tốt. Khả năng bình tĩnh 98, khả năng nhảy 82, thể lực 86 và sức mạnh 88. Khả năng thăng bằng là 89 và phản ứng là 96. Khi để Aubameyang ở vị trí ST, các bạn để chuyền thật đơn, công 3 thủ 1 sẽ lách tuyến phòng thủ, đánh chặn thông thường và chạy chỗ. Aubameyang là cầu thủ có quốc tịch Gabon. Anh đã thi đấu 61 trận cho đội tuyển quốc gia Gabon và ghi tới 25 bàn thắng. Ở như câu lạc bộ thì anh có gần 500 trận và đã ghi hơn 200 bàn thắng. Là một trong 10 tiền đạo xuất sắc nhất thập kỷ qua của thế giới. Điểm mạnh của Aubameyang chính là khả năng tăng tốc và tốc độ cùng với kỹ năng ghi bàn cực kỳ tốt của mình. Aubameyang là một mẫu tiền đạo toàn diện. Anh có thể ghi bàn bằng chân hoặc những tình huống không chín bằng đầu. Đặc biệt là khả năng chọn vị trí trong những tình huống có cơ hội ghi bàn của Aubameyang là rất tốt. Là một mẫu tiền đạo toàn diện và hoàn hảo khi Aubameyang có tốc độ, có thể hình, lại có kỹ thuật. Anh đã từng có những năm tháng thi đấu cho Saint-Étienne và sau đó là Borussia Dortmund. Cùng với câu lạc bộ này giành Bundesliga, đĩa bạc của Đức, cũng như vào tới trận chung kết Champions League gặp hùm xám Bayern Munich. Tuy nhiên, có một điều đáng lưu tâm là Aubameyang được phát hiện và đào tạo bởi một trong những câu lạc bộ hàng đầu của Ý, đó chính là AC Milan. Tuy nhiên thì AC Milan đã không sử dụng Aubameyang nhiều. Khi đã cho anh kinh qua 4 câu lạc bộ của Pháp trước khi bán đất cho Saint-Étienne. Những năm tháng thi đấu rực rỡ trong màu áo của Borussia Dortmund là tấm vé thông hành để Aubameyang đến với giải Ngoại hạng Anh. Aubameyang rất phù hợp với Ngoại hạng Anh bởi khả năng chơi bóng giàu tốc độ của mình. Khả năng đỡ bóng bước 1, dê bóng của Aubameyang là rất dính chân. Kỹ năng chuyền ngắn, chuyền dài và sút xa cũng như sút xoáy cũng rất tốt.
những tình huống dứt điểm của Aubameyang tương đối hiểm hóc và tinh tế. Bóng đi có lực và độ xoáy nhất định. Tình huống sút xa của Aubameyang. Tốc độ rất bá đạo, xuyên qua cả rừng hậu vệ luôn. Tình huống thể hiện được tốc độ, sức mạnh của Aubameyang. Ở mùa giải 19 TOTS thì Aubameyang cũng có chỉ số tương đương mùa giải 20 Totti bổ sung. Tuy nhiên để mà so sánh hai mùa giải này thì đúng là 1-9 1-10. Vì vậy các huấn luyện viên có thể sử dụng một trong hai mùa giải này. Các bạn nên dùng mùa 20 Totti bổ sung. Bởi vì 19 TOTS chính là mùa thẻ của một giải đấu, những cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu, cụ thể là ngoại hạng Anh. Còn đối với mùa 20 Totti bổ sung, đây là những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Vì vậy đẳng cấp của mùa 20 Totti bổ sung chắc chắn nó sẽ có một tầm cao hơn so với mùa 19 TOTS. Đó là theo quan điểm cá nhân của tôi. Thực tế trong in-game thì giữa hai mùa thẻ này cũng không có nhiều sự khác biệt. Và đều là những mùa thẻ tốt nhất hiện tại của Aubameyang. Các bạn nên có trong đội hình. Nói về khả năng gánh tem thì Aubameyang cũng có khả năng gánh tem. Cụ thể là ở Arsenal thì trong những năm tháng qua chính Aubameyang là người gánh vác hàng công của Arsenal khi mà những tiền đạo mang về như Nicolas Pepe hay Lacazette và chân gỗ Oliver Giroud không thể hiện được nhiều. Tại thì Barcelona cũng như AC Milan đang rất thèm khát có được sự phục vụ của Aubameyang. Khi mà với chấn thương của Luis Suarez thì Barcelona vừa rồi đã trải qua một trận thảm bại trước câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha trong trận El Clasico. Một trận thua 0-2 đầy cay đắng. Điều đó sẽ thôi thúc chủ tịch và thành viên của Barcelona sẽ đưa Aubameyang về trong mùa chuyển nhượng mùa hè này. Đó vẫn chỉ là tin đồn. Hiện tại thì Aubameyang vẫn đang thi đấu cho Arsenal và là một trong những họng pháo chủ lực của đội bóng thành London. Nếu được đến với những câu lạc bộ có tiềm lực tốt hơn thì có lẽ Aubameyang sẽ đạt được những danh hiệu lớn như Champions League hoặc vô địch La Liga hay những giải đấu quốc nội. Aubameyang nổi tiếng là một cầu thủ chạy rất nhanh khi mà anh có thể chạy 30 m trong vòng 3,7 giây. Một trong những cầu thủ có tốc độ kinh hoàng nhất thế giới. Sải chân dài chính là lợi thế của Aubameyang trong những tình huống bứt tốc. Kỹ thuật 4 sao giúp cầu thủ này thực hiện được những skill tương đối mượt. Aubameyang là một mẫu tiền đạo toàn diện cho nên anh phù hợp với tất cả những phong cách chơi bóng của tất cả các huấn luyện viên. Đó là một cầu thủ cực kỳ dễ dùng.
Dãi 20 to ti bổ sung đang là mùa dãi tốt nhất của cầu thủ này. Vượt qua cả bàn đài bằng sức mạnh. Tốc độ của mình. Ngoài kỹ năng dứt điểm thượng thừa thì Aubameyang là một trong những cầu thủ có khả năng phối hợp đồng đội rất tốt. Khi mà những năm tháng thi đấu ở Borussia Dortmund và Arsenal đã minh chứng cho điều đấy, những đội bóng có lối chơi thiên về phối hợp đồng đội nhuần nhuyễn và ít sử dụng tới những ngôi sao đẳng cấp gánh team, thay vào đó là một lối chơi tập thể bàn bật hiệu quả. Những cầu thủ gốc châu Phi thì luôn có sức mạnh và tốc độ rất tốt. Thể chấm cho Aubameyang vị trí ST mức điểm là 9,5 trên 10.